Nó chơi có việc đó hả? Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tin Bãi Miền nha. Hiện tại là Tin Bãi Miền đang có trứng vịt dạng lon thôi để cập nhật cả nhà. Thì má tư cũng vừa đến đây cô chú anh chị. Má tư cũng vừa đến, vừa má tư đi về đâu cả nhà. Con trai lớn chị Hồng Loan đang like với bùm bùm này. Được con trái này nè. Này khán giả đến mua đồ thắp hương này. Ở nhà mình mua mỹ phẩm thì đến đây cũng vẫn có mỹ phẩm để mình mua cho chú chị. À, nhóc luôn. Nên mua đi bạc chú lên thiên đường phù hộ cho con gái của chú ha. Đây là mỹ phẩm của chị Hồng Loan nha mọi người. À, nó qua một cái lớp kính mình không có thấy rõ nha cô chú anh chị. Bé tinh đồ quả. Bé tinh đang like với chị và bấm bấm nha mọi người. Nó còn lớp kính nó hơi mờ, cả nhà mình không có thấy rõ được nha cô chú anh chị. Mình chỉ thấy hình ảnh thôi chứ còn ngoài ra mình không có thấy nghe tiếng được như chú anh chị, bởi vì trong nó có máy lạnh cả nhà. Mình mở cửa ra xe không khí lạnh nó ra nó không được mát được. Bé tinh đang like nè. Rất là đẹp trai. Thank you.
mỹ phẩm rất là an toàn nha cô chú anh chị. Đồ ăn vặt này cô chú anh chị muốn mua đồ mỹ phẩm cho con thì ghé qua Top Top của Tinh Mai Miền á, để ủng hộ anh cô chú anh chị. Đây đó cô chú anh chị, cô chú anh chị mà muốn mua mỹ phẩm đồ ăn vặt qua Trường Lơn, cô chú anh chị vào TikTok của em là Tinh Mai Miền cô chú anh chị, cả nhà mình nhắn vào cái dấu hàng trên bài, nó có những cái mặt hàng ở tại đó, mỹ phẩm nằm chỗ đó. Tất cả mỹ phẩm Trường Lơn đều em ghi vào trong đó nha cả nhà. Mình nhắn vào đó mà chưa mua cô chú anh chị, cô chú anh chị nào mà chưa có tài khoản TikTok thì mình phải làm cái tạo qua tài khoản TikTok để mình đặt những mặt hàng giá rẻ cả nhà, bởi vì vô TikTok nó có hỗ trợ giá mã giảm giá cả nhà, cho nên mình mua vô đó nó có rất là rẻ hơn rất nhiều, mấy chục ngàn phần trăm mấy ngàn tùy theo những cái sản phẩm lớn hay nhỏ nha cả nhà, cho nên cả nhà mình cứ an tâm. Thì mình mua thực hiện ở ngoài của chú anh chị, ví dụ như mình mua ngoài một hộp kem dưỡng chống nắng hay là dưỡng da trắng da gì đó cả nhà, nó 390 thì của chú anh chị mình mua trong đó nó giảm có cả trăm ngàn, còn cái 345 hoặc là còn có 320 mấy nữa cả nhà, tùy theo mỗi lần TikTok nó hỗ trợ cô chú anh chị, nó hỗ trợ giảm giá cho mình, cho nên cô chú anh chị nào mà đặc biệt nhất là mấy chị đẹp vào trong cái giỏ hàng ha, nhắn một giỏ hàng chứ mua. Bà con ở họ gần xa thì chưa có TikTok thì chỉ mình biết thì chỉ cho những người anh chị đó để tạo qua tài khoản TikTok để mua hàng giá rẻ hơn cô chú anh chị. Đừng quên cô chú anh chị vào mua giỏ hàng ủng hộ cho Tinh Mai Miền ha. Em cũng nói nhiều lần là cả nhà, em bán TikTok là em kiếm tiền quê hương thôi, vậy cả nhà mà mua trên em thì cũng nhân viên chị Hồng Loan chốt đơn, mà mua bên chị Hồng Loan cũng nhân viên chị Hồng Loan chốt đơn, bên em là mua bán là để em kiếm cái tiền quê hương cả nhà. Ví dụ cô chú anh chị ủng hộ cho em một đơn hàng em được mấy ngàn thì cô chú anh chị ủng hộ nhiều đơn hàng thì em được nhiều tiền lên đó, cho nên là mong cô chú anh chị mà biết cái video này cả nhà qua TikTok mua hàng tham khảo để mua ủng hộ cho Tinh Mai Miền nha. Cô chú anh chị, hiện tại bây giờ phía trong là mấy cô này đến mua mỹ phẩm này, nãy có hai cô đến mua mỹ phẩm và mua đồ ăn vặt của chị Hồng Loan này cô chú anh chị. Đó cả nhà. Còn những chuyện gì nó đến nó sẽ đến cô chú anh chị, các chị mà có an tâm ha. Có mấy cô này đợi còn hai cô ở trong nữa. Hai cô kia cũng bắt đầu ra này, sẽ đi ra ngoài rồi cả nhà ơi. Có em đội em nhiễm tóc vàng nữa, bằng khe luôn. Chắc là cả nhà này cũng ở gần ha, bọn chiếc xe 59 nha mọi người, xe thành phố nha mọi người, mua rất là nhiều đồ. Hai mẹ con cô này để đến mua mỹ phẩm nè mọi người, mua mỹ phẩm nè. Mà thấy cô bé này xài mỹ phẩm cũng rất nhiều ha, thấy trắng trẻo dễ thương quá ha. Tiếp tục thì chú lớn tuổi giao hàng, cô chú chị giao hàng này. Hồng Loan luôn nhập những mặt hàng mới để phục vụ nhu cầu của bà con.
con mình ha. Hôm nay thì nhập rất là nhiều nha cả nhà. Hôm nay chú nhập hàng rất là nhiều luôn. Ủa Hồng Loan nhập hàng nó lộn không thế nhỉ? Đó, ba anh trai phụ luôn. Chú hôm nay mít sấy hay gì chú rong biển hả chú? Đủ thứ luôn. Hàng mới có rất là nhiều nha cả nhà ơi. Ngập tràn shop Hồng Loan luôn, cô chú anh chị mình. Mau mau. Có mua gì chốt đơn ủng hộ nha cả nhà. Hàng mới không nha cô chú anh chị. Mỗi ngày luôn. Tươi ngon mỗi ngày. Chú giao hàng chú vui lắm đó cả nhà. Dạ. Bốn mang cái gì chưng nhỉ bốn? Quá đi. Hai đứa đi chơi. Nó chơi cái gì đó hả? Ngoài bình.